Trước khi trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Nam Định tại vòng 6 V-League năm nay diễn ra, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa đã tổ chức lễ ký kết tài trợ với hãng hàng không Bamboo Airways. Theo đó, năm thứ hai liên tiếp, Bamboo Airways là nhà tài trợ vận chuyển chính thức cho câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa mùa giải 2022. Theo thỏa thuận ký kết, tổng trị giá tài trợ mùa giải năm nay là gần 2 tỷ đồng. Với sự đồng hành của Bamboo Airways, toàn bộ ban huấn luyện và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa sẽ được thụ hưởng các dịch vụ hàng không định hướng chuẩn 5 sao quốc tế trên tất cả các chặng bay quốc nội, đội bay tân tiến, hiện đại cùng hàng loạt dịch vụ phụ trợ, tiện ích đi kèm. Sau đó, câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa bước vào trận đấu với Nam Định trong khuôn khổ vòng 6 V-League năm nay. Với chiến thuật phòng thủ chặt và thực hiện những pha tạt bóng bồng vào trong cho những tiền đạo to cao, đội khách Nam Định đã thực sự gây ra nhiều khó khăn cho đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa trong suốt hiệp 1. Dù vậy, 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu đã không có bàn thắng nào được ghi. Ngay đầu hiệp 2, đội khách Nam Định bất ngờ đưa một đá phạt đền gây tranh cãi khi trọng tài cho rằng hậu vệ của Đông Á Thanh Hóa phạm lỗi với một cầu thủ của Nam Định trong vòng cấm. Từ chấm penalty, tiền đạo Rodrigo đã thực hiện thành công mở tỷ số trận đấu. Bàn thua này càng khiến cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa thêm phần quyết tâm. Họ liên tục gây sức ép lên khung thành của Nam Định và chỉ hơn 10 phút sau, tiền đạo Paulo Pinto thực hiện pha ghi bàn siêu phẩm san bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Sau tình huống ghi bàn của Paulo Pinto, trận đấu bị gián đoạn do sự cố mất điện và ban tổ chức sân Thanh Hóa đã rất nỗ lực khắc phục để trận đấu tiếp tục trở lại. Thế trận trong những phút còn lại của trận đấu hoàn toàn thuộc về Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên, các pha dứt điểm cuối cùng của đội chủ nhà đã không đi trúng mục tiêu. Hòa 1-1 với Nam Định ở vòng đấu thứ 6 này, Đông Á Thanh Hóa tạm thời xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 5 điểm.